Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mến chào tất cả quý vị khán giả, kính chúc quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Hôm nay xin phép Phương Văn quay trở lại câu chuyện bình luận trong chuyện của anh Cu Đen. Kính thưa quý vị khán giả, bấy lâu nay thì Phương Văn không có chia sẻ về bình luận về cái đề tài của anh Cu Đen. Thời gian gần đây thì các anh em YouTube cũng chia sẻ thông tin và tất cả khán giả cũng đã theo dõi kênh anh Đầu Trọc Vlog và kênh của Benny Trần, và đồng thời nhiều kênh khác cũng bình luận về vấn đề này. Thì song song với việc mà tìm kiếm người mẹ của mình, song song với anh Randy đó quý vị khán giả, thì câu chuyện của anh Randy, trước đây có một khán giả đã bình luận bên kênh của Phương Văn là Phương Văn đang kết nối cho anh Randy với anh trai bên Mỹ để họ có xét nghiệm để mong tìm lại người thân, vì anh trai bên Mỹ cũng hy vọng là tìm lại một người em trai da màu của mình thất lạc đó quý vị khán giả. Đang tiến hành xét nghiệm bên Mỹ thì hy vọng một tuần tới sẽ có kết quả giữa anh trai và anh Randy. Tại vì anh trai này là người da trắng, mà trước đây mẹ sinh một người chị gái cũng da trắng. Thì chị gái đó sau hai mươi mấy năm sang bên Mỹ rồi, anh trai đó mới sang và tìm được thông tin của người chị gái, và đồng thời muốn tìm lại một người em da màu mà nghi ngờ anh Randy đó là người em của mình. Và Phương Văn có kết nối liên hệ và xin phép anh Randy, và đã kết nối được anh trai với anh Randy và xét nghiệm bên Mỹ để xem hai người có cùng huyết thống hay không. Thì bên cạnh đó có một vài khán giả nói: Phương Văn ơi, nếu mà anh Randy không trùng khớp thì Phương Văn hãy kết nối anh Cu Đen mà bên nhân vật bên kênh của anh Tuấn Vĩ đó quý vị khán giả, để cho anh trai này đi tìm lại người thân của mình. Thì Phương Văn có chia sẻ như thế này: nếu như chỗ anh Randy mà không có trùng khớp thì Phương Văn sẽ tìm cách để liên hệ anh Cu Đen với anh trai bên Mỹ đó. Thì bây giờ họ cũng đã ở bên Mỹ hết thì dễ dàng kết nối để cho họ tìm lại có thể là nguồn cội hay không. Nhưng kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện gần đây thì Phương Văn không có bình luận, nhưng mà bây giờ Phương Văn xin phép chia sẻ cái ý kiến cá nhân của mình, giống như là một cái điều đó Phương Văn muốn góp lên tiếng nói để cộng đồng mạng hiện tại đang bức xúc về anh Cu Đen rất là nhiều. Vì sao? Vì anh Cu Đen gần đây thì có những cái bình luận và những cái lời lẽ nó thực sự nó không hay đối với cái người mà từng nuôi dưỡng của mình 9-10 năm trời hả quý vị khán giả. Dù sao đi nữa, một ngày mà cha mẹ nuôi hoặc là người thân nuôi mình thì cái điều đó mình rất là biết ơn, trân trọng. Tại vì một ngày mình cũng ở nhà người ta, hai ngày cũng ở, nhưng mà cái người mà nuôi dưỡng của mình suốt bao nhiêu năm trời. Thì đến ngày hôm nay anh Cu Đen có những cái hành động và những lời nói, những cái bình luận đối với cháu gái của là mẹ Hòa, thì cái điều đó thực sự là cộng đồng mạng đang bức xúc. Mà có lẽ là chính anh Cu Đen ảnh cũng phải nhận ra cái điều đó chứ. Dù cho cái người trong cuộc là mẹ Hòa đã nuôi dưỡng anh bao năm, thì đôi lúc các hoàn cảnh khó khăn nào đó mới không còn khả năng nuôi anh được nữa, hoặc có thể là mong muốn cho anh có cái cuộc sống tốt hơn. Cho nên đến giờ này mọi người thấy là tất cả những người da màu, những người con Mỹ lai da trắng đều được sang Mỹ để hy vọng họ có cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Phương Văn xin chia sẻ với anh Cu Đen như thế này: có lẽ là anh không có thấu hiểu được cái nỗi niềm của những người làm cha làm mẹ. Biết đâu được bây giờ anh đang mong mỏi để tìm lại người thân của mình, mẹ ruột của mình đó, nhưng mà tới ngày hôm nay thì anh vẫn chưa tìm được
Chắc có lẽ là trên cộng đồng mạng, song song câu chuyện của anh với anh Randy, thì mọi người rất là thương mến anh Randy và đồng thời rất là trân trọng, từ những việc làm nhỏ cho tới việc làm lớn và suốt hành trình 20 năm trời của anh Randy đi tìm mẹ như thế nào. Và anh Randy ảnh cũng từng là có những cái người mà nuôi dưỡng, mặc dù là ảnh cũng chia sẻ là ảnh không phải một người nuôi dưỡng mà bán qua người này qua người nọ. Cuộc đời của ảnh, cái tuổi ấu thơ của ảnh nó vô cùng là gian nan vất vả, thì anh cũng tương tự như anh Randy. Nhưng anh được may mắn là được có người nuôi dưỡng anh tới 9-10 tuổi. Cái điều mà anh có hiểu rằng một người mẹ, một người gia đình mà nhận nuôi một đứa trẻ như vậy, họ biết bao nhiêu là cực khổ, biết bao nhiêu là cái vất vả. Anh thử anh nuôi một đứa trẻ đi, bây giờ anh đã lớn rồi, anh có gia đình, có con cái rồi đó, thì anh thấy là một đứa trẻ con anh khi mà sinh ra, anh nuôi được 3 năm đầu, anh thấy là trong 3 năm đầu, anh thấy là anh làm cha đó, anh vất vả như thế nào. Con còn nhỏ, không bao giờ cái người mà nuôi dưỡng, cho rằng là người mẹ đi, có bao giờ người mẹ đó ngủ được tròn giấc hay không? Tối hôm thay bỉm, thay sữa, uống sữa, thức giấc, tè dầm, vân vân, đủ mọi thứ để nuôi anh, mặc dù là không sinh anh ra nhưng mà nuôi nấng anh. Thì cái điều đó chắc có lẽ là anh cũng phải biết ơn song song như người mẹ đã đẻ anh ra. Nhiều khán giả bình luận và cũng bức xúc về vấn đề này. Nếu như anh tìm được mẹ thì chắc có lẽ là anh đặt câu hỏi vì sao bà bỏ tôi đó. Chắc có lẽ anh đặt câu hỏi vì sao bà bỏ tôi, nhưng mà bây giờ anh mong mỏi anh tìm mẹ giống như anh Randy cũng đi tìm hành trình 20 năm trời mà chưa bao giờ anh Randy ảnh có cái ý định là ảnh bỏ, ảnh không đi tìm nữa, luôn luôn mong mỏi, biết rằng là bây giờ tuổi của mẹ anh với mẹ anh Randy thì chắc có lẽ là có thể giờ phút này bà đã sang thế giới bên kia rồi, chứ không còn nữa đâu. Tuổi già sức yếu, con thì lớn đó. Thì tới ngày hôm nay nhiều người bất bình về cái câu chuyện của anh, chắc có lẽ là anh cũng nên xem lại. Và Phương Văn cũng không nói nhiều gì hơn, chắc có lẽ anh cũng đọc bình luận trong tất cả những cái bình luận mà khán giả đã bình luận như thế nào. Người trong cuộc không nhận ra, nhưng mà khán giả họ đã bình luận thì anh đọc những câu bình luận đó đi. Họ chửi mắng anh tại vì cái sự hành động và cái đối xử của anh như thế nào, cho nên khán giả người ta không hài lòng và người ta chửi thẳng anh luôn đó. Thì anh thấy đi, chớ bao giờ anh Randy có bị khán giả chửi hay không, anh nghĩ đi, anh cũng một người con lai, anh Randy cũng một người con lai. Thật sự nói ra đây không phải là so sánh, vì đâu đó anh Randy và anh Cu Đen có chung cái hoàn cảnh với nhau, người da màu, và cũng đang đi tìm mẹ. Thực sự hôm trước là Phương Văn cũng định liên lạc anh để là kết nối giữa anh với một người anh trai bên Mỹ. Đó, anh trai bên Mỹ là sao? Là cái người mẹ đẻ ra, thì đó anh trai da trắng, thì ảnh cũng biết được là mẹ ảnh có một người anh trai da màu nữa. Nhưng mà thấy Phương Văn thấy trong cái lúc này thì chắc có lẽ là Phương Văn rút lui. Phương Văn không còn ý định nữa để kết nối hoặc là xin phép anh Cu Đen để kết nối với anh trai bên Mỹ. Tại vì anh trai bên Mỹ đang xét nghiệm với anh Randy. Và lúc đó thì có nhiều khán giả cũng nói Phương Văn đâu thử xem kết nối với anh Cu Đen để xét nghiệm song song với anh Randy, với anh trai bên Mỹ, xem coi giữa anh Cu Đen và anh Randy xem ai có thể là trùng khớp với cái anh trai bên Mỹ. Thì cái anh trai đó là đang tìm người em da màu đó. Kính thưa quý vị khán giả, thì lùm xùm trên mạng như thế này thì tất cả chúng ta chắc có lẽ là cũng không hài lòng về những cái hành động hoặc là những cái cư xử, những cái bình luận, cái lời nói của anh Cu Đen. Tới ngày hôm nay thì khán giả thất vọng quá nhiều. Và thật sự nếu như mẹ anh Cu Đen mà còn sống đâu đó thì liệu gia đình có dám cho bà nhận ra người con của mình hay không? Biết đâu
khi mà tìm hiểu biết là mẹ mình thì liệu anh có vui vẻ để nhận mẹ mình hay không, hay là anh nói tại sao hồi xưa bà bỏ tôi, tại sao bà là thế này thế kia, bà không nuôi nấng tôi, là cái oán hận của anh nó lại là chồng chất lên nữa. Nếu như vậy thì tốt nhất anh không nên đi tìm, không cần tìm nguồn cội của mình là ai nữa. Thì thôi, bây giờ anh cũng đã lớn rồi, anh có gia đình rồi, yên về gia thất và cái cuộc sống bên Mỹ anh cũng đã ổn định rồi. Thì thôi anh nếu mà như mà anh còn oán hận thì trách móc gì đó thì thôi, đừng bao giờ tìm lại nguồn cội của mình nữa, đừng có tìm mẹ mình nữa. Hoặc mẹ mình cũng có thể là lấy chồng sinh con rồi, bây giờ anh lại oán trách lại. Nếu mẹ không còn thì anh oán trách lại những người anh em đó. Người ta nói là khi sinh ra mình không thể nào lựa chọn cho mình một cái gia đình, và cũng không thể nào lựa chọn cha và mẹ để mình sinh ra. Cho nên mình sinh trong hoàn cảnh nào thì mình hiểu và mình thích nghi. Nhà mình nghèo, nhà mình khó thì mình phải cố gắng. Không may là mình là tuổi thơ mình cơ cực. Còn những người, ví dụ như bạn mình, tại sao họ sinh ra trong một cái gia đình mà đầy đủ, coi như là giàu trong trứng nước giàu ra, rồi cái gì cũng là hạnh phúc cuộc đời này, giống như là tạo hóa đã ban cho họ sẵn giàu có. Thì mình đừng có so sánh như vậy. Mình biết rằng là mình sinh ra là mình không thể lựa chọn cái nơi và cha mẹ để mình sinh ra. Cho nên mình phải chấp nhận cái điều đó, biết rằng mình bị bỏ rơi, rồi mình không được nuôi dưỡng, mình không có được sự thương yêu của cha mẹ. Nhưng mà mình phải nghĩ vì sao có cái hoàn cảnh là như vậy. Mình nghĩ đi, cái thời chiến tranh khắc nghiệt như thế, cái hoàn cảnh của mẹ mình, không phải một mình mẹ anh bỏ rơi anh, mà nhiều bà mẹ trong cái thời gian ấy, trong cái thời khắc lịch sử ấy, rất nhiều bà mẹ không có thể nào mà nuôi con một người con lai da màu hoặc vậy là da trắng. Thì lịch sử cái thời điểm đó thì mọi người cũng biết, và anh cũng hiểu rằng anh sinh ra trong cái thời khắc lịch sử chiến tranh, cho nên là đôi khi những bà mẹ thực sự không dám nhận con để nuôi đó, rồi có thể là cho người gì đó, rồi hoặc là người gì cho lại rồi nói nhận con mình đó là con ruột mà nhận là con nuôi để làm mình nuôi đó. Đôi khi những bà mẹ rất là đau khổ bỏ con mình, dù cho con mình là ai đi nữa, nhưng những bà mẹ sinh ra khi bỏ rơi con mình hoặc là hoàn cảnh nào đó rứt ruột bỏ con mình cô nhi viện hoặc là cho người khác, thì chính bà mẹ đó hết sức là đau khổ, nhớ con mình dai dẳng, nhớ con mình mãi mãi, cho tới thực sự mà nói chắc có lẽ là suốt cả cuộc đời, đến khi mà nhắm mắt xuôi tay. Thì anh thấy rồi đó, nhiều bà mẹ sinh con ra người da màu hoặc là người Mỹ Lai da trắng không nuôi được, đau đớn trong lòng, tới khi mà đã nhắm mắt xuôi tay nhắn gửi lại một điều mẹ còn đứa con đó, con hãy đi tìm, hoặc là những cái thông tin về người con đó để cho người đi tìm, người thân còn lại đi tìm đó. Thì anh thấy khi mà nhắm mắt xuôi tay về bên thế giới bên kia vẫn còn đau đớn nhớ đứa con mình đã sinh ra đó. Cho nên khi mà anh có ý định tìm lại nguồn cội của mình, tìm lại cha mẹ của mình, thì cái điều đó đừng bao giờ oán trách. Giống như anh Randy hiện tại, suốt hành trình hai mươi mấy gần 30 năm rồi quý vị khán giả, tìm khắp nơi lục hết Việt Nam này mà vẫn chưa có một cái thông tin nào mà xét nghiệm trùng khớp. Mặc dù là các bà mẹ cũng đã chia sẻ ở 99%, 100% về cái việc mà xét nghiệm chính xác, nhưng mà vẫn tới hiện tại vẫn chưa. Và Phương Văn cũng chờ cái kết quả cuối cùng, anh trai bên Mỹ với anh Randy, xem coi là trong tuần tới nữa trả kết quả bên Mỹ, xem coi có sự trùng khớp hay không. Còn cái việc mà khán giả nói ở Phương Văn để liên hệ anh Cu Đen, nếu mà không trùng khớp với anh Randy thì liên hệ anh Cu Đen để làm cầu nối cho anh trai bên Mỹ, thì chắc có lẽ là Phương Văn hãy cũng nghĩ lại. Chứ hiện tại thì bây giờ thực sự là
chưa có nghĩ tới. Trước đây là con đang có ý nghĩ, nhưng mà bây giờ lùm xùm trên mạng và những cái hành động đối xử với anh cu đen như vậy thì liệu là có nên hay không? Làm câu nói rồi sau này có việc gì rắc rối nữa hay không, hay là những cái hành động như anh cu đen thì hiện tại làm cho gia đình của mẹ Hoa và cháu ngoại, đó là bé Ni, hết sức là buồn bã và hết sức là bức xúc. Và chia sẻ câu chuyện đó thì trên cộng đồng mạng thực sự không quá hài lòng, và họ sẵn sàng, họ nói thẳng anh cu đen như thế nào. Chắc có lẽ anh cũng đọc được những cái lời bình luận của khán giả. Người ta đâu còn thương yêu anh. Lúc đầu rất nhiều người ủng hộ anh bên kênh anh Tuấn Vĩ để đi tìm mẹ và những cái thông tin về mẹ cho anh. Nhưng mà dần dần thì cái việc đó hình như anh cô đen ảnh đi quá xa, và ảnh không có nghĩ tới cái việc hành động mình làm để rồi khán giả quay lưng và khán giả không còn ủng hộ mình nữa, và làm cho gia đình của mẹ Hoa cũng như là bé Ni phải lên cộng đồng mạng chia sẻ về vấn đề này, và họ vô cùng bức xúc những lời nói hành động. Thôi thì chắc có lẽ ai cũng đã lớn hết rồi, những cái gì mình làm thì mình suy xét lại mình có nên làm hay không, và mình cũng không nên có những cái lời bình luận mà chỉ trích hoặc là nặng nề. Mình tạo ra cái người bí ẩn nào đó để bình luận chỉ trích thì cái điều đó thực sự là cộng đồng mạng cũng không muốn, và đồng thời cái người trong cuộc người ta hết sức là buồn bã. Nếu như mình không có liên quan gì thì thôi, đừng có làm xáo trộn trong gia đình của họ và gây cho họ những cái phiền hà. Thì anh nghĩ đi, những ai mà đã nuôi nấng anh đó, mặc dù là một ngày hai ngày anh ở trong gia đình hoặc là ở trong cái vòng tay của người mẹ đã chăm sóc cho mình, cho mình ăn miếng cơm hoặc là đút mình từng muỗng sữa, thì mình cũng phải là biết ơn. Mặc dù là không sinh đẻ nhưng có công dưỡng mình từ lúc nào đó. Rồi hiện tại thì mẹ mình chưa tìm được, mà cái việc mà chưa tìm được, biết đâu một ngày nào đó anh may mắn anh tìm được mẹ, thì trong lòng của anh có thể là tha thứ cái việc mà mẹ mình bỏ rơi mình hay không, hay là anh quay ngược trở lại anh hỏi tại sao và tại sao bà lại bỏ tôi đó, thì thực sự làm cho người mẹ tổn thương hơn nữa. Thà rằng không nhận ra nhau đó là một cái điều tốt, còn nếu mà nhận ra nhau thì chất vấn cái điều đó nữa, thì làm cho cái người mẹ là đã khổ sở bao nhiêu năm qua, mấy chục năm qua đã bỏ con mình, trong lòng có một chút gì đó vẫn còn nhớ con mình mà không dám nói ra. Biết đâu giờ này người mẹ đã ra đi, hoặc trong cái hoàn cảnh nào đó mẹ đã lập gia đình êm ấm rồi, có cháu nội cháu ngoại xui gia đề huệ, những cái quá khứ của mình là không dám nói ra mà để trong lòng, để rồi nặng trĩu theo người mẹ đó suốt cả cuộc đời. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay Phương Văn xin phép để chia sẻ cái việc mà anh cu đen đã làm trên cộng đồng mạng hiện nay đang dậy sóng. Thì chắc có lẽ là Phương Văn xin phép tất cả mọi người là trước đây nói Phương Văn để liên hệ cầu nối giữa anh cu đen với anh trai bên Mỹ, thì chắc có lẽ là Phương Văn xin phép chưa dám liên hệ cái việc đó, vì chúng tôi là làm YouTube để mong muốn đem lại những cái điều gì tốt đẹp cho người trong cuộc, cũng như là đem lại những cái thông tin quý giá cho quý vị khán giả theo dõi, và cái người trong cuộc người ta có một cái điều gì tốt đẹp nhất, chứ không thể nào mà chúng tôi làm một cái cầu nối để rồi họ có những cái phiền hà, những cái điều không hay đem lại nỗi buồn cho những người có liên quan, thì chắc có lẽ là không nên. Cho nên Phương Văn xin phép tất cả quý vị khán giả, những khán giả nào trước đây cũng nói Phương Văn
liên hệ anh Cu Đen xét nghiệm với anh trai bên Mỹ, thì hôm nay Phương Văn cũng xin phép chia sẻ luôn với quý vị khán giả là chắc có lẽ là Phương Văn chưa dám và có thể là không dám luôn quý vị khán giả. Tại vì hành động và lời nói của anh Cô Đen làm cho mọi người vô cùng bức xúc. Nếu như mà họ đã tìm được nhau anh em thì liệu họ có thuận buồm xuôi gió hay không, họ có những cái điều gì phiền hà hay không. Tại vì quý vị khán giả thân mến, mỗi người có một cái tính khác nhau, cho nên có cái quan điểm khác nhau, và họ chưa chắc gì họ làm được những cái điều mà trước đây họ oán hận. Giống như tại sao gia đình lại bỏ tôi, tại sao bỏ rơi tôi, tại sao mẹ đi lấy chồng khác vừa sinh ra anh trai này hoặc là em gái kia kia, bà thương yêu vỗ về, bà lo lắng nuôi nấng, mà tại sao tôi là không bằng những anh em đó, tôi lại bỏ rơi, vân vân, ABC. Đó, thì chắc có lẽ nếu mà cái sự oán trách nó cao trào như vậy thì chắc có lẽ là không ai dám làm cầu nối, cũng như là không ai dám liên hệ để tìm lại người thân cho họ. Liệu cái người mà làm cầu nối gây cho họ có rắc rối gì hay không? Đó, tại vì chúng tôi làm YouTube là mong muốn mang lại điều tốt đẹp cho người trong cuộc. Còn nếu mà cảm thấy mà phiền hà thì làm sao chúng tôi làm YouTube mà dám vào để mang họa vào thân mà không đem lại niềm vui cho cái người mà đối phương. Giống như là ảnh muốn đi tìm gia đình đó, bây giờ quay trở lại mang nhiều cái rắc rối cho họ nữa thì làm câu nói cho nhân vật đó để làm gì đó. Còn ở anh Randy, kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ cộng đồng trong và ngoài nước và suốt hành trình mấy chục năm nay, tất cả mọi người đều thương mến anh Randy. Và hành trình đi tìm mẹ, đôi khi có những người lớn tuổi chia sẻ thật sự thấy anh Randy tìm mẹ và những cái lời ca tiếng hát của anh Randy, nói chung là mọi cái việc mà anh Randy mong mỏi tìm lại người thân, không còn mẹ đi nữa cũng là anh em đó, thì mọi người khán giả kể cả cô bác lớn đều cảm thấy là cảm động, thật sự là xúc động rơi nước mắt. Cái tấm chân tình của anh Randy, dù biết là mẹ mình chắc có lẽ là không còn trên cõi đời này nữa, nhưng đâu đó thì cũng còn lại là anh em đó. Thì vừa rồi quý vị khán giả bên kênh anh Tuấn Vĩ đi tìm anh Hùng đó quý vị khán giả, thì tất cả mọi người đều hy vọng một cái điều tốt đẹp nhất cho anh Randy, nhưng mà sao cuối cùng rồi là vẫn không đạt được cái kết quả như mọi người mong muốn. Và dần dần sau đó nhiều cô, nhiều anh chị khác cũng đi tìm nhưng mà cũng không có cái kết quả. Thì chắc có lẽ là câu chuyện của anh Randy đang lắng xuống, nhưng kênh Phương Văn đang chờ cái kết quả cuối cùng đó quý vị khán giả, là chị đi xét nghiệm cho chồng chị với anh Randy. Và những cái mẫu đó thì bên Mỹ đã xét nghiệm rồi, cũng có liên hệ với Randy, và anh Randy cũng nói chuyện trực tiếp với gia đình anh trai bên Mỹ rồi. Nếu như tuần sau mà có kết quả hay là không có kết quả trùng khớp thì Phương Văn cũng xin phép để chia sẻ lên, tại vì quý vị khán giả đã theo dõi từ bấy lâu nay, để cho biết được cái thông tin là trùng khớp hay không trùng khớp. Rồi hành trình đi tìm mẹ của anh Randy lại tiếp tục, và anh trai bên Mỹ cũng lại tiếp tục tìm người em trai da màu của mình. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay Phương Văn chia sẻ câu chuyện này có một chút liên quan tới anh Cô Đen. Chắc có lẽ là tiếp theo câu chuyện, Phương Văn cũng mong muốn chia sẻ nhiều cái thông tin về cuộc tìm kiếm của anh Randy, được hay không được, hay là những ai có cái thông tin gì thì gửi về cho Phương Văn. Và câu chuyện của anh Cô Đen chắc có lẽ là cũng còn tiếp tục, cho nên mong tất cả quý vị khán giả gần xa hãy ủng hộ, theo dõi các anh chị đưa tin cũng như là các kênh bình luận, như là kênh anh Đầu Trọc Vlog, kênh Phương Văn Official và kênh của là Ni Trần. Thì mong mọi người quý khán giả hãy ủng hộ và theo dõi câu chuyện này tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi kênh Phương Văn.
Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.